Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2021, đội tuyển võ thuật karate Ngọc Lạc đã lên đường tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 tỉnh Thanh Hóa năm 2021. Nhằm động viên đoàn lên đường thi đấu đạt nhiều thành tích cao, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện đã tặng hoa động viên và chúc các vận động viên sẽ thi đấu hết mình, giành thành tích cao nhất đem vinh quang về cho huyện nhà. Tham gia thi đấu lần này, đoàn vận động viên huyện Ngọc Lặc có 16 vận động viên, trong đó có 8 vận động viên nam và 8 vận động viên nữ. Đây là những thành viên của câu lạc bộ võ đường Vương Gia Ngọc Lặc do huấn luyện viên Vương Quang Tùng, cán bộ Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện Ngọc Lặc trực tiếp giảng dạy huấn luyện. Đây cũng là câu lạc bộ có nhiều vận động viên là các em học sinh sinh viên của con em Ngọc Lặc đang theo học. Các em đã giành nhiều huy chương tại các giải thi đấu ở các kỳ thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh, Hội khỏe phù đồng tỉnh và Hội khỏe phù đồng toàn quốc. Cũng như tham gia các giải phong trào, đa số đều giành thành tích đáng tự hào. Nên trước khi lên đường thi đấu, tâm thế của các vận động viên khá tự tin và quyết tâm sẽ giành thắng lợi. Sau thời gian dài tập luyện nhiều khó khăn và vất vả thì hôm nay đoàn chúng cháu tham gia giải karate toàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10. Thì chúng cháu sẽ quyết tâm là đạt nhiều huy chương vì màu cờ sắc áo của huyện Ngọc Lạc. Trước khi lên đường thi đấu, các vận động viên đã được khám sức khỏe và test COVID để đảm bảo sức khỏe dự thi cũng như công tác phòng chống dịch bệnh. Với tinh thần tập luyện nghiêm túc và mong muốn mang thành tích cao nhất về cho huyện nhà, tin tưởng rằng đoàn vận động viên tham gia thi đấu ở nội dung karate này sẽ đạt được nhiều thành tích như mong đợi.